chào mọi người, và nhất là các em gái tuổi Tân Mùi sinh năm 1981. Đây là video anh sẽ chia sẻ với các em về cái tử vi vận hạn của những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021. Thường thì anh sẽ làm tử vi tất cả các tuổi ở đầu năm. Tuy nhiên là do năm vừa rồi anh đầu Tết anh bận quá, có nhiều việc phải giải quyết trong gia đình cũng như là nhà cửa, cho nên không có làm kịp. Thì bây giờ đang trong cái thời gian mà gọi là hạn chế đi lại vì dịch bệnh Covid, thì anh tập trung anh sản xuất, anh chia sẻ cái video về tử vi cho các em, không riêng gì tuổi Tân Mùi, cho những cái tuổi mà còn lại bị thiếu ở trong cái đầu năm. Thì trong đó có cái những cái tuổi mà xấu thì anh sẽ ưu tiên bằng trước, như các tuổi Sửu rồi tuổi Mùi, vì bị trực thái tuế và xung thái tuế. Người Tân Mùi á, lại năm Tân Sửu này á, là người ta gọi là năm 31 tuổi. Thì trong dân gian thường nói là tam tai là 31 bước qua 33 bước lại. Tuy nhiên đúng chính xác về những kiến thức tử vi thì không phải tuổi nào vào 31 cũng bị tam tai. À, đặc biệt như Tân Mùi là của các em thì không có phải chịu tam tai ở trong cái khoảng thời gian năm 31 đến năm 33 tuổi. À, chỉ là năm nay là một năm xung thái tuế, năm 31 tuổi, cho nên gặp chút khó khăn, chút buồn phiền trong tình cảm gia đạo cũng như công việc làm ăn, nó có nhiều điều không thuận lợi mà thôi. À, thì mình sẽ luận xem cái tử vi đó ra sao giữa những cái kiến thức mà anh thu thập được, để các em có cái nhận định tốt xấu vào những tháng còn lại của cái năm xung thái tuế này. Đầu tiên á, người Tân Mùi á sẽ là những người sinh từ ngày 15 tháng 2 của năm 1991 cho đến ngày 3 tháng 2 của năm 1992. Mệnh là Lộ bàn thổ. À, đó là cái mệnh của nhìn bên ngoài của mình. À, người á, mệnh thổ gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, cho nên là bổn mạng sẽ đồng hàng. Cho nên đây là năm xung thái tuế. Thường thì xung thái tuế thì cái sẽ không tốt đẹp về bổn mạng và sức khỏe. Nhưng người Tân Mùi năm nay cũng không đến nỗi nào là quá xấu, trừ những trường hợp mà người ẻo mệnh hoặc là cả những cái họa xuất phát từ thủy. Chỉ cần người Tân Mùi năm nay né những cái việc mà thủy nguy hiểm thì sẽ đỡ đần về bổn mạng và sức khỏe. Rồi, hạn của năm là hạn Tam Kheo. Đây là một tiểu hạn chủ về cái sự xây sát tay chân, chứ không đến nỗi nào là quá xung khắc về các hạn khác. Sao của năm, sao chiếu mệnh của năm là một phúc tinh kêu là Thái Âm, thường mang lại chiều may mắn tốt lành cho công việc làm ăn. Thái Âm là một phúc tinh, còn có tên gọi khác là tài tinh, cho nên là phúc tinh này thường mang tới sự may mắn cho công việc, tài lộc thanh thông, vì còn được gọi là tài tinh mà. Tuy nhiên với nữ mạng thì nếu như đang đau ốm bệnh tật thì phải đề phòng nguy hiểm, nhất là vào tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Đó là những gì mà cơ bản mình thấy được từ cái tử vi. Vận niên của năm là vận niên tốt, dù rằng đang ở trong năm xung thái tuế, là vận niên rồng gặp may, là long đắc vũ. Gặp vận niên này á, được năm là mưa làm gió cho thiên hạ. Cho nên các em có công việc lớn phải làm, mọi việc ban đầu nghĩ là sẽ được thuận lợi, lợi lạc to tát đến với bản thân, nhưng cuối cùng á, được tí, còn lại là lợi cho người thôi. Ngoại giao gặp được nhiều bạn mới, tuy nhiên chú ý đề phòng bị bạn chơi xấu. Rồi, thiên can á, chữ Tân của Tân Mùi và chữ Tân của Tân Sửu là đồng hàng, cho nên là thuận thành. Các công việc có thể là khởi đầu có nhiều cái trục trặc trúc trắc, tuy nhiên là sẽ tốt lành về sau. Địa chi thì thật sự không tốt đẹp khi Mùi gặp Sửu. Đây là cặp địa chi Thìn Tuất Sửu Mùi sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, cho nên người ta còn gọi là chính xung,
hoặc là lục xung, lại phạm thái tuế nữa, lại phạm hình thái tuế, gia đạo tình cảm thường sẽ không tốt đẹp ở trong cái chuyện này. Kết hợp với tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn mà có tan môn cộng với cái địa chi như thế này thì rất dễ có chuyện buồn tan ở trong gia đình, và thường là đại tan rồi, nhất là những cái người mà đàn ông ở trong nhà ha. Đó là nhìn từ bên ngoài. Tuy rằng vào năm xung thái tuế nhưng sao tốt ha, mạng tốt, hạn thì nhẹ ha, vận niên tốt, thiên can ok, chỉ có địa chi là phạm thái tuế và mọi thứ thôi. Như vậy thì tuy là vào năm xung thái tuế nhưng người tân mùi vẫn được việc hơn là người tân mùi nam mạng. Tân mùi nữ mạng sẽ tốt hơn tân mùi nam mạng ha. Tân mùi nam mạng là dướng chơi cái sao thái bạch. Bây giờ mình xét cho tọa cung tiểu vận của các em coi có sao gì nguy hiểm hay không, có tan môn hay không thì sao. Thì tọa cung tiểu vận của năm Tân Sửu năm 2021 có các sao: Thiên Phúc, Lộc Tồn, Tướng Quân, Thái Tuế, Bác Sĩ. Thiên Phúc, Lộc Tồn, Tướng Quân là có thể nói đây là cái năm Thiên Phúc là cái phước phần của gia đình đem đến Lộc Tồn, có thể là nói là được hiểu như cũng như gia đạo mình và ba mẹ mình cho mình tiền là được hưởng cái âm đức của gia đình và tốt đẹp. Tướng Quân là cái sự chốt chặn, phát huy một cái võ tinh mạnh mẽ. Thái Tuế đi với Bác Sĩ thì bộ sao này, cái sao này thì nên cẩn thận cái việc sức khỏe. Tóm lại bộ sao này báo hiệu một năm mới có sự tốt đẹp trong công việc làm ăn, tuy nhiên cẩn thận việc sức khỏe và bổn mạng. Nếu mà tài lộc nó xuất hiện nhiều thì sức khỏe sẽ suy hao. Tọa cung tiểu hạn có các sao, đây là cung xung chiếu luôn á, nếu có một cái số sách thì đây là cung xung chiếu: Quan Đới, Thiên Hư, Tuế Phá, Phục Binh. Toàn xấu không? Quan Đới, Thiên Hư, Tuế Phá, Phục Binh. Năm nay đề phòng có người phá hoại trong công việc làm ăn hay là mất mát của cải. Từ cung xung chiếu có Thái Tuế, Tuế Phá, Thiên Hư. Có đôi khi cái việc này không phải là người phá, có thể là do ý trời, mình đang làm công việc rất tốt đẹp tự nhiên bị dịch, thì ví dụ dạng vậy, cái mất việc rồi là đang làm ăn tốt đẹp bị thiên vận của năm Tân Sửu mà có vẫn còn dịch bệnh rồi này kia thì nó ảnh hưởng đến mình, đó là có thể là như vậy. Phục Binh thì cẩn thận những cái mối quan hệ giao dịch làm ăn ở trong cái năm này một chút. Rồi cung nhị hợp thì có các sao: Trực Phù, Tử Phù. Đẹp thì nếu mà bộ sao mà như vậy á, cung trong cung nhị hợp á, đề phòng sức khỏe không được tốt, không phải là của bản thân mà là có thể là của người thân, gây ảnh hưởng đến cái tình cảm gia đạo, rồi có thậm chí là có chuyện buồn nữa đấy. Không đến nỗi là tan môn nằm ở trong cung nhị hợp, cho nên là đỡ, không phải là người thân cận trong gia đình. Cung tam hợp thì có các sao: Đế Vượng, Quốc Ấn, Thiên Phúc, Lộc Tồn, Long Trì, Phượng Cát, Giải Thần. Nhưng bị tuần triệt án ngữ để trước Bác Sĩ và Quan Phủ. Thì nhìn như vậy thì có Đế Vượng, Quốc Ấn, Thiên Phúc, Lộc Tồn, Long Trì, Phượng Cát, Giải Thần. Đây là bộ sao mà báo hiệu công việc làm ăn sẽ có nhiều cái sự thay đổi hoặc là có nhiều cái sự tích cực. Nếu như các em nào đang làm ở trong môi trường nhà nước, quan vận thì đây là một năm rất dễ thăng quan tiến chức, có thể lên lương, lên thưởng. Nhưng lại bị tuần triệt án sâu, án lên Bác Sĩ và Quan Phủ thì đề phòng. Tuy nhiên cũng phải gặp nhiều chuyện buồn phiền trong tình cảm, xuất hành đi xa thì không thuận lợi. Đó là nhìn chung cái tử vi cũng như vật tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, xét nhiều thứ ở trong cái bộ mệnh của mình. Nhìn nghe một năm Tân Sửu thì thấy là xung 31 tuổi bị xung thái tuế, đáng lẽ là nhìn phải xấu nhưng mà bên ngoài nhìn là đẹp,
ngược lại thì bên trong hơi xấu một chút ha, bao cung tiểu vận tiểu hạn thì hơi xấu một chút. Rồi do là bây giờ đã là cuối tháng 4, mình không có xét lại cái vận trình từ tháng giêng cho đến tháng 4 nữa, mà mình sẽ áp vào từ tháng 5 trở đi luôn, cho các em có cái thông tin, với lại là cái video nó không quá dài để mà các em coi nó đỡ chán. Một cái video mà coi về tử vi mà tốn cả tiếng hồ thì nó phê lắm. Thôi coi từ tháng 5 trở đi đi cho mọi chuyện tốt đẹp. Tháng 4, từ đầu năm thì mọi chuyện nó cũng khá giống với lại cái vận trình cả năm, tử vi cả năm. Người Tân Mùi có không quá nhiều cái sự khó khăn, dù rằng là năm xuân thái tuế ha, chỉ có cái bổn mạng và sức khỏe thì phải cần cẩn trọng. Rồi tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Giáp Ngọ. Tháng Giáp Ngọ là một tháng kim, như vậy xét về trụ mệnh là thổ của bản mệnh của các em sinh xuất tháng. Bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, sức khỏe không được tốt đẹp. Rồi đó là cái điều mà mình phải để ý nha. Khi mà bổn mạng bị sinh xuất như thế này thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng yếu đi. Thiên can tân giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, ok, không có vấn đề lớn ở trong công việc làm ăn. Địa chi Mùi Ngọ là cặp địa chi lục hợp. Đây là dấu hiệu may mắn không chỉ cho gia đạo tình cảm mà đôi khi nó còn cho công việc và những cái việc mà mình bị lỡ vỡ. Từ đầu năm á, nói là năm xuân thái tuế không có tác dụng nhiều với người Tân Mùi là không đúng, cũng có nhưng không quá lớn thôi. Tự vì năm nay nên nhớ là thiên vận rất xấu, điển hình là chúng ta đang ở trong những cái ngày phải đề phòng Covid một cách cao độ ha, thì chắc chắn là nó sẽ phải có những cái trục trặc chút chắc ở trong công việc của mình. Rồi đó là tháng 5, tiếp đến đó là tháng 6. Tháng 6 âm lịch năm nay có thể nói là một trong hai tháng xấu nhất cho người Tân Mùi. Vì sao? Vì tháng của tháng 6 âm lịch là tháng Ất Mùi. Tháng Ất Mùi thì tiếp tục là một tháng kim, như vậy thì bổn mạng tiếp tục là bị sinh xuất ha, sức khỏe không được tốt, cẩn trọng cái bệnh nặng nhẹ. Thiên can thì chữ tân của Tân Mùi sẽ khắc chữ Ất của Ất Mùi. Thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều chống phá, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng trong công việc gây ra hao tốn. Đó là cái vấn đề đó. Địa chi thì là người tuổi Mùi gặp tháng Mùi, thuộc cái nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng gia đạo, không vui vẻ. Tuy nhiên tháng tuổi thì nó cũng đỡ thôi, không phải là tháng tuổi nó xấu, rất xấu, không phải. Chỉ là cái năm này sau của mình, mệnh của mình nó có xấu hay không. Sau mệnh của mình tốt thì có là tháng tuổi thì nó cũng đỡ đần chứ không vấn đề gì. Nhưng mà xét về sao hạn vận niên ha, thiên can thì đều tốt đẹp, chỉ có cái riêng mà cái trụ về tình cảm gia đạo của mình là địa chi Sửu Mùi là lộc xung, thì cái địa chi của tháng gặp tuổi Mùi nữa thì mình nghĩ rằng sẽ khó tránh khỏi cái việc mà có buồn phiền, có bực bội trong những cái mối quan hệ xã hội hoặc là đồng nghiệp, tệ hơn thì với một người đó là chồng mình. Nếu như mà người Tân Mùi thì các em thường là những người kén chọn, biết cách lựa chọn, cho nên là chọn một cái người đàn ông thường thì chắc cũng không đến nỗi nào để mình bị ăn hiếp. Rồi tiếp đến đó là tháng 7. Tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Bính Thân, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh, đây là tháng tốt về bổn mạng và sức khỏe cho người Tân Mùi, khi hỏa sinh thổ, hỏa của tháng sinh thổ của bản mệnh. Bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi rất tốt đẹp. Đặc biệt là các bà giải thần, bộ sao mà đệ nhất hóa giải những cái hung tinh ở trong cái cung tam hợp của các em có thể phát huy tác dụng tối đa. Địa chi thì thiên can tân thì hợp với bính, đây là một thiên can ngũ hợp, công việc tài lộc dễ sinh, hanh thông tốt đẹp. Địa chi Thân Mùi thì từ chủ bên hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng 7 khá là tốt đẹp, vừa qua cái tháng 6 cái có cái tháng 7 có thể là cứu giải được nhiều thứ.
ở trong cái tháng 6 buồn phiền ha. Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tháng trung thu của năm Tân Sửu. Tháng này là tháng Đinh Dậu, mà tháng Đinh Dậu thì là một tháng hỏa. Như vậy bổn mạng không khác gì tháng 7 khi hỏa sinh thổ. À, bản mệnh được tương sinh tốt cho bộ mạng và sức khỏe. Rồi nhưng mà cái thiên can thì không tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ đinh của Đinh Dậu nó khắc chữ tân, tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều chống phá, cẩn trọng tiểu nhân hãm hại trong công việc, gây hao tốn bế tắc cho công việc, thậm chí là mất mát về tiền tài. Tháng này cẩn trọng tất cả các cái giao dịch làm ăn, mọi thứ phải cẩn trọng nhiều điều. Ký tá giấy tờ thì phải để trước để sau. Mùi Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình không hại, cũng không có xung nhau trong về địa chi, cho nên gia đạo tình cảm tiếp tục là một tháng tốt đẹp đối với người Tân Mùi nữ mạng. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch, tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Mậu Tuất. Và tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. À, như vậy xét về trụ mạng là mộc khắc thổ. Tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân, thậm chí có thể là nguy nan tới bổn mạng. Thiên can Mậu Tân thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Tân là Kim, nạp âm của Mậu là Thổ. Như vậy là đây là nạp âm ngũ hành thiên can tương sinh, Thổ sinh Kim. Tháng này có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có mong chờ gì nhiều. Địa chi của tháng này là Tuất gặp Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi, đây là nhóm địa chi thuộc tứ hành xung nhưng không có chính xung, không phải như là Tuất Thìn Tuất hoặc là Tuất Sửu, cho nên là nó đỡ đần. Gia đạo tình cảm có gặp chuyện buồn phiền đi nữa nhưng cũng không quá lớn. Các mối quan hệ làm ăn hoặc là đồng nghiệp này kia có gây khó khăn thì cũng chẳng làm được gì mà ha, không có phiền hà lắm. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 10 âm lịch là tháng Kỷ Hợi. Tháng này á là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng cũng chẳng khác gì tháng 9 khi mộc của tháng khắc thổ của bản mệnh. Tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân. À, thấy là không ổn rồi đó. Nguy nan tới bổn mạng của mình luôn. Thiên can cũng giống như tháng 9 khi Kỷ Tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Mậu Kỷ thì nạp âm ngũ hành là Thổ, Tân là Kim, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, tốt cho tài lộc, công việc có thể có nhiều hanh thông nhưng mà không có tiền tài lớn nhiều lâu, đừng mong chờ gì ở tháng này. Chỉ cái hy vọng rằng với cái địa chi tam hợp người tuổi Mùi gặp tháng Hợi là có cái bộ tam hợp Hợi Mão Mùi là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho cái tình cảm gia đạo trong nhà mà còn cho cả công việc, các mối quan hệ làm ăn trong xã hội. Thì hy vọng tháng 10 là tháng được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối mà có tài lộc. À, vậy thôi. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 11 á là tháng Canh Tý. Tháng này á là một tháng Thổ. Tháng Thổ của năm Thổ, mình người mệnh Thổ cho nên là đồng hành, bản mệnh sức khỏe không gặp khó khăn, tốt đẹp, phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng đại thêm. Thiên can Tân Canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ tử vi. Cả Tân lẫn Canh thì thuộc ngũ hành Kim, cho nên là ok về công việc mọi thứ. Tuy nhiên phần gia đạo tình cảm thì không được tốt đẹp như tháng 10 đâu, vì tháng Tý và Mùi là cái bộ, đây là một cái bộ địa chi nhị hại theo người miền Nam và lục hại theo người mình miền Bắc, cho nên tình cảm gia đạo tháng này phải cẩn trọng chuyện không vui, cẩn trọng đối tác làm ăn gây thiệt hại cho cái công việc của mình. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Chạp là tháng Tân Sửu luôn. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu chắc chắn là một tháng Thổ, như vậy bản mệnh sẽ đồng hành, bổn mạng và sức khỏe ok, không vấn đề gì, tốt đẹp. Rồi thiên can thì chữ Tân cũng giống như cái của năm Tân với Tân đồng hành, cho nên công việc không có phải là quá vấn đề ở trong cái tháng này. Tuy nhiên người tuổi Mùi gặp tháng Sửu của năm Sửu thì tháng này là gia đạo tình cảm sẽ phải có vấn đề. Vì sao? Vì Thìn Tuất Sửu Mùi, Sửu Mùi là
Bộ tứ hành xung là chính xung, đồng thời cũng là lục xung, cho nên đây là cái năm, cái tháng sẽ khó có cái việc mà tốt đẹp trong gia đạo tình cảm. Như vậy thì anh đã tổng hợp và chia sẻ đối đến với các em cái tử vi vận hạn của cái năm Tân Sửu năm 2021, cũng như là vận hạn của những cái tháng từ tháng 5 cho đến tháng 12 của năm Tân Sửu. Bên cạnh những cái điều khó khăn không tốt đẹp do cái năm chịu xung thái tuế, thì người ta còn gọi là lục xung của địa chi, thì cũng còn đó những cái sự tốt đẹp trong cái vận trình công việc. Hy vọng rằng đây là một năm các em có được thông tin tổng hợp từ anh để mà biết rằng mình đang rơi vào cái năm có nhiều khó khăn mà đầm tỉnh lại ha. Năm nay nếu mà anh cho lời khuyên là nên đi lãnh lương hơn là mở một cái gì đó ra tự kinh doanh phát lương, tức là nên bằng lòng với những việc cũ mình làm, hết năm này đi rồi vận thế của năm nó qua năm nó sẽ tốt đẹp hơn ha, thì mình có nhiều cái điều thuận lợi. Các em xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui vẻ gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.